chào các bạn, mình là Mimi, rất là vui khi được gặp lại các bạn trong tuần này. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tựa game mới mà mình thấy nó khá đơn giản và dễ chơi. Tên game có tựa đề là Windrunner. Thì cái game này nó là một dạng game kiểu là một dạng game chạy thôi á. Và các bạn phải làm thế nào để ăn được hết cái đống sao này, ăn được càng nhiều sao thì các bạn sẽ có càng nhiều điểm. Và nếu mà các bạn đạt được đủ 100 sao thì các bạn sẽ được cái gì nhỉ? Sẽ được cái full sao cho cái màn game đó. Và nếu mà các bạn full sao thì các bạn sẽ được lên các màn khác rất là nhanh. Ai mà nói chuyện. Các bạn chỉ cần chạm ở màn hình như thế này. Game hết sức đơn giản thôi, vì thế nên mình nghĩ là các bạn ai có thể chơi được bất cứ mọi lứa tuổi nào. Ngoài ra thì ở trên game thì có các bạn có thể mua nhân vật để cho nhân vật của mình trông nó xinh xắn hơn. Ở đây có các class nhân vật để nếu mà các bạn muốn mở nhân vật nam này, Rian này thì các bạn phải nói chung là các bạn phải chơi được qua cái mặt 10. Và để mở khóa là con chuột này thì các bạn phải chơi được qua mặt 20. Các nhân vật này hết sức dễ thương và xinh xắn. Nhưng cái giá của nó ấy, các bạn sẽ phải kiếm tiền ở trong game này. Ý nghĩa khi mà các bạn kết thúc mỗi map, càng nhiều sao thì số tiền của bạn sẽ càng nhiều. Và các bạn sẽ có khả năng tích tiền nhanh hơn. Nếu mà các bạn chăm chỉ và các bạn có thể mua vàng ở trong game thì 0.99 đâu các bạn sẽ được 10.000, và có nghĩa là một nhân vật tương đương với khoảng gần 1 đô. Các bạn sẽ có các stage ở đây, có các màn, các map ở đây. Thì các bạn có thể thấy là có khá là nhiều map, có tận 150 bàn. Là các bạn có thể chơi giải trí, và các bạn có thể nếu ai có phá lạc thì nhớ liên hệ mình đang mới chơi đến bàn cũng thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye! Chúng ta sẽ